chào các bạn nha. Ở đây có hai cái máy xéo xích kêu bán anh em. Đó, anh em đang dọn dẹp mình quay các bạn. Con này chân 60, bờ 60, số 60. Con này chân 9. Con này là dài 95 hạ xuống anh em. Có ben sơn đầy đủ. Con này chân còn rất là mới. Có xì phút đùi các bạn, con này xì phút đùi à. Còn chân 95 còn ben sơn luôn anh em. Con này còn ben sơn luôn. Đây con phải cắt hạ xuống luôn các bạn. Đây, bơm này là của ben sơn anh em. Dàn giới con này là của về 2m4, không chứ còn 2m2 quá. 95. 20. Đó. 20 60 luôn. Rồi đang nghe lên. Đây là đúng rồi, đúng rồi. Con dao này là 60 dàn 60 đồng 70 con dao ha. Đây số này là hộp sọ tròn gì này các bạn. Xương gà giống xương gà thôi. Đây, cái bô này anh em. Rồi đem bánh chưng lên các bạn. Còn bánh chưng thì đủ hết. Chưng rất đẹp nha anh em. Đây. Động cơ 95 chưa bung. Đấy 2m4. Đưa cho các bạn con dòng mặt số hết, mặt số mặt đem hết rồi anh em ơi. Ở đây hạ sải hạ chân xuống đây các bạn. Đây số 95 anh em, số này thì có tắt rồi, ôm nhiên. Này bơm zin phải không? Bơm zin động cơ zin ha. Đây. Còn chân luôn các bạn. Đó, con này giá thì kêu 180. 18. Con này 18 anh em. Coi luôn cái máy hơi máy sau luôn không? Coi luôn. Đợi đợi coi. Rồi okay. Mình quay xương xương cái này các bạn coi rồi chút xíu mình quay con vàng 60 cho anh em coi ha, thì con nào ra con nấy anh em, cho anh em dễ ấy. Rồi, thì nó xương xương là động cơ gin bơm gin, còn bên sườn sới 2m4. Còn đầy đủ nha anh em.